Bây giờ sao giờ? Cái thằng chạy chạy theo. Buông ra. Chạy đường thẳng, đường thẳng, đường thẳng. Buông ra. Bèo. Buông ra. Các bạn, hôm qua thì HKT đã thực hiện những cảnh quay từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng của ngày hôm sau. Quay hơn 25 tiếng như vậy thì HKT cảm thấy bây giờ cảm thấy rất là mệt trong người. Và bây giờ nhóm HKT sẽ thực hiện những kết quay tiếp theo của Tattooer ở tại Nghĩa Trang, Đa Phước. Hiện tại thì bây giờ rất là mệt nhưng vẫn sẽ cố gắng trọn vẹn hơn ngày hôm nay để hoàn thành xong một sản phẩm mới này của HKT. Mong rằng sản phẩm này khi xuất hiện sẽ được đông đảo các khán giả gần xa đón nhận. Một lần nữa HKT xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Nhưng trong gai phong ba ta luôn đi bên nhau không cách xa. Anh em ta như là một, bao sóng gió vẫn mãi vai xanh vai. Dẫu trải qua bao thăng trầm cũng có lúc mang hiểu lầm. Tình anh em trong tim chẳng nói thời. Với tình nghĩa đề huynh không toan tính so đo, sống chết luôn vì nhau. Không phân chia hay thiết hơn với tình nghĩa đề huynh không toan tính so đo, ta không sống hài lòng. Những tháng năm đã trôi qua, bao nhiêu vui buồn ta luôn có nhau. Chung tay qua bao chướng ngại, tuổi xuân không bao giờ quay lại bên ta. Chào các bạn, thì hôm nay Khang đến tham gia một bộ phim ngắn của ba người em của Lâm Tiến Khang. Trong cái phim Lục Nhân Quả thì các bạn cũng biết ba người em của Lâm Tiến Khang trong cái vai là một cái group giang hồ Trần Hạo Nam giả, đó là nhóm HKT. Hôm nay thì Lâm Tiến Khang đến đây để trợ giúp mấy người em của Lâm Tiến Khang là HKT, và một cái vai mà các bạn cũng thương ngay, các bạn cũng rất là quen thuộc rồi, đó là cái vai Trần Hạo Nam. Một cái vai thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi, khoảng chừng 2-3 phút gì thôi, nhưng mà cũng để lại một cái ấn tượng rất là ấn tượng trong cái bộ phim này. Và mong rằng các bạn sẽ theo dõi và đón ủng hộ cho phim ngắn sắp tới của HKT nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin kính chào quý vị khán giả, Hứa Minh Đạt, Thành Tân. Ngày hôm nay tham gia cái phim ngắn của HKT mang tên là Tattooer. Yeah. Trong tiếng Việt là gái thăm mình. Ngày hôm nay quay rất là vui nhộn, máu lửa, những cảnh hành động thật là sinh động. Hy vọng sẽ đem tới những cái sản phẩm thật là chất lượng tới cho quý vị khán giả. Xin quý vị khán giả hãy xem và ủng hộ cho nhóm HKT. Phân chia ai thiết hơn với tình nghĩa đề huynh, không toan tính so đo, sống chết luôn vì nhau. Không phân chia hay thiết hơn với tình nghĩa đề huynh, không toan tính so đo, ta không sống hài lòng. Một gia đình chơi hết mình làm cũng hết mình, sống nghĩa tình dẫu quên thân mình, thấy bất bình chẳng lẽ lặng thinh. Anh em mình cùng chung một nhà, chẳng điều gì bận tâm phiền hà, những trở ngại chỉ nhỏ đó mà, đường thật dài chung muốn là vượt qua. Bộ phim của HKT đầu tư với kinh phí gần 1 tỷ, kinh phí ghê lắm. Các bạn thấy hùng hậu không? Bây giờ là bụng tôi à. Đó, nó teo quá trời, chưa ăn gì chứ. Tụi nó ngồi ăn chôm chôm rồi, tụi nó ngồi ăn cơm rồi. Nó sung sướng lắm, đầu tư 1 tỷ rồi mà không cho ăn cơm gì hết trơn. Các bạn nhớ ủng hộ cho bộ phim của ba đứa em của Khang nha. Tattooer. Chào các bạn. Cởi quần ra để mà anh bỏ áo thủng nha. Có luôn. Quay luôn hả? Quay luôn. Có lúc mang yêu lần, tình anh em trong tim chẳng nói thời. Không phân chia ai thiệt hơn với tình nghĩa đề huynh, không toan tính so đo, sống chết luôn vì nhau. Không phân chia hay thiệt hơn với tình nghĩa đề huynh, không toan tính so đo, ta không sống hài lòng. Không phân chia ai thiệt
thân với tình nghĩa đề huynh, không toan tính so đo, sống chết luôn vì nhau. Không phân chia hay thiết hơn với tình nghĩa đề huynh, không toan tính so đo, ta không sống hai lòng. Không phân chia hay thiết hơn với tình nghĩa đề huynh, không toan tính so đo, sống chết luôn vì nhau. Không phân chia hay thiết hơn với tình nghĩa đề huynh, không toan tính so đo, ta không sống hai lòng. Mới được chập mắt chỉ có được khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ thôi. Cảm giác rất là phê, nhưng mà chỉ mong rằng sẽ có sản phẩm hay nhất để mang tới gửi đến các bạn quý vị thôi. Mong rằng các bạn và quý vị sẽ ủng hộ cho HKT. Nói hay quá. Tôi vừa quay cảnh đánh võ thuật cùng một cô gái, đó là diễn viên Dung Don. Có lỡ chân đá trúng cô ấy và cô ấy đang ngồi khóc rồi. Còn cảnh nào nữa không? Sắp tới là cảnh gần cuối của bộ phim, là những cảnh mà có những anh cảnh sát bắt tội phạm. Thôi giờ đang giữ đắt to khóc đi, để mình qua cái khóc luôn nè. Rồi giải đi đi, giải đi đi. Đi luôn. Không kẹt đâu, không kẹt chạm. Tì đứng im, tì đứng im đây. Tì đứng im đây, không kẹt hai bên chạm.